Rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trời thương Phật độ, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền tỷ về tay. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thân mến, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Ất Sửu được vàng bạc, tài lộc, giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong 3 tháng cuối năm 2024 để giúp Ất Sửu cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong 3 tháng cuối năm 2024 nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Thời điểm 3 tháng cuối năm 2024, vận trình của người tuổi Ất Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. 3 tháng cuối năm Ất Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Âm che chở, lại thêm các thần ấn quan nâng đỡ, Ất Sửu dần thoát khỏi những tác động xấu trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động, công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách, Ất Sửu trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tiến trình công việc vốn đang thuận lợi, có thể gặp trở ngại, cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn, đừng quên thành công không phải một sớm một chiều. Chỉ cần duy trì sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì, cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, Ất Sửu mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Ất Sửu cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Thu nhập có dấu hiệu tăng lên nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng tài chính. 3 tháng cuối năm nay vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ, Ất Sửu cần hành động thận trọng và linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình. 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Ất Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong cuối năm nay. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Sửu nhiều trắc trở, sự cố liên miên khiến cho bạn khá đau đầu, quyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy vận trình của bản mệnh khó bề được như ý. Công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài,
lại vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong. Điềm báo Tử Vi còn cho thấy cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, dù con giáp này muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có. Lúc này, bạn càng cần phải tập trung vào công việc chính của mình, nếu không sẽ rất dễ bị lôi kéo vào những chuyện bao đồng, quá nhiều vấn đề bủa vây khiến cho tuổi Ất Sửu đâm ra tự nghi ngờ bản thân. Có những lúc bản mệnh còn chông chênh, không biết mình nên theo đuổi điều gì, nhưng nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Trong tình hình này, bạn cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình. Sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may. Đừng cứ mãi tự than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, suy nghĩ tiêu cực mà không tự nhìn nhận lại bản thân, dũng cảm đối mặt. Việc đó chỉ khiến bạn càng lâm vào trạng thái bế tắc trong công việc. Hãy luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên, thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Các tinh tả phù và hữu bật luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi Ất Sửu đạt được thành công như mong đợi sau khi bạn đã kinh qua những thử thách trước đó. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch này khá ảm đạm, không có nhiều biến động, trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh. Do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại, nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, bởi sức lực có hạn, nên bạn chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng, thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín, thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Thời điểm này, bạn cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư. Đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh là điểm báo có tiểu nhân lừa gạt. Đối phương có thể lợi dụng sự thật thà, lương thiện của con giáp này để nói lời phỉnh nịnh, hòng cướp đoạt tiền của, tài sản của bạn. Do đó, tuổi Ất Sửu không thể quá cả tin và suy nghĩ đơn giản khi hùn vốn hợp tác làm ăn, nhất là với người mới quen biết. Tháng này bạn dễ thâm hụt ngân sách, nên cũng cần cẩn trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tài lộc trong tháng này của con giáp này nói chung chìm nổi, dễ bị phân tán nên cần hết sức cẩn thận. Nếu có ý định đầu tư vào một dự án mới nào đó, bản mệnh cũng cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết và hành động quyết liệt. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, vận trình tình cảm của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch này ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện bất đồng quan điểm, khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý. Đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau. Lúc này, cả hai nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và cùng tìm giải pháp hóa giải sẽ tốt hơn là im lặng hay chiến tranh lạnh. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì bản mệnh cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống, chịu xuống nước chủ động làm lành, sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm thì ra gia đình mới mong êm ấm. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bạn rung động. Có lẽ tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến cho con giáp này khó mở lòng với người khác. Tuổi Ất Sửu tháng này hãy dành thời gian dung dáng nhiều hơn cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, tháng này, tinh thần áp lực và căng thẳng kéo dài khiến cho sức khỏe của tuổi Ất Sửu đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Ngoài ra, trong tháng có thiên cầu hung tinh hoành hành, bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận, phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Trong thời điểm mùa thu này, bạn cũng nên chú ý dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe và tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Bên cạnh đó, cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nên tâm trạng dễ bực tức, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe,
bạn cần giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để dễ dàng cân bằng âm dương, tránh xa bệnh tật rồi. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu tháng này có những bước tiến đáng mừng do có sự phù trợ của nhị hợp. Bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến. Thời điểm này, bản mệnh biết cách lập kế hoạch cho công việc, nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước. Dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối, không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Thậm chí, phong cách làm việc khoa học của con giáp này có thể trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi. Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi, có điều yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính bản thân bạn. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, con giáp này vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ. Vì thường khăng khăng làm theo ý mình, nên bạn dễ phức tạp quá mọi việc. Vì thế, dù có đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, tuổi Ất Sửu cũng cần lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn. Có thể người ngoài sẽ đưa cho bạn những gợi ý mà bạn chưa hề nghĩ tới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, chuyện hợp tác làm ăn của tuổi Ất Sửu tiến triển thuận lợi. Nhờ vậy mà túi tiền của bản mệnh cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng đối tác. Con giáp này giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm cho bạn những mối làm ăn mới. Cơ hội làm ăn tới tấp khiến tuổi Ất Sửu nhanh chóng thu được một khoản tiền lời lãi khả quan. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc của mình. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn, để bản mệnh có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, do có ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, nên con giáp này cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan, ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Tuy phấn đấu làm giàu, nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh. Đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, nhị hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng của tuổi Ất Sửu. Đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình, nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm. Chuyện mâu thuẫn, tranh cãi cũng giảm rõ rệt. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên, như cùng tham gia một bữa ăn lãng mạn hoặc cùng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Trong khoảng thời gian một vài ngày, chắc hẳn hai người sẽ có thêm những kỷ niệm quý giá, khiến cho tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết hơn. Tháng này, bách diệt cát tinh cũng khiến cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn, nên đều muốn kéo gần khoảng cách với con giáp này. Nếu bản mệnh cũng đang có nhu cầu tìm một người chia sẻ, thì nên mở lòng với mọi người nhiều hơn. Bắt đầu từ việc nhắn tin qua lại, hỏi han quan tâm đến nhau. Khi được quan tâm chăm sóc, tuổi Ất Sửu cũng nên nhớ, đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Bởi như vậy thì tương lai bạn dễ vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết, thậm chí khiến những người thật lòng với mình phải chịu tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung ổn định. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, hãy luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng cũ mật, tức tháng 12 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc.
vận trình có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn, chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, tốt nhất bạn nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm, nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bản mệnh tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể và tháng này bạn nên hạn chế xử lý những việc lớn. Tháng này, tuổi Ất Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh xuất hiện, điềm báo có thể bị ganh đua ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bản mệnh càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa. Yên tâm đón Tết, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết, gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ. Bởi công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên. Có thể tuổi Ất Sửu còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của tuổi Ất Sửu, bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình. Nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này, dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng tình hình tài chính của bản mệnh không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng. Nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi, tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào. Bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp, đòi hỏi con giáp này phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp, có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song, tuổi Ất Sửu cũng đừng vội ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn, bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng 12 âm lịch này cận kề Tết Nguyên Đán, nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, tốt nhất tuổi Ất Sửu nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt. Xét về phương diện duyên, gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Thời điểm cuối năm tháng Chạp này là khoảng thời gian khá bận rộn của tuổi Ất Sửu, cũng chính vì do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vun vén cho chuyện tình cảm cá nhân. Mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách, những khúc mắc trong công việc cũng khiến cho trạng thái tinh thần của bản mệnh trở nên rất nhạy cảm. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, sẽ khiến mối quan hệ tình cảm khó bền vững. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Tình hình cũng không khá hơn là mấy với người độc thân, chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa đâu vào đâu, đa phần đều bận rộn với dòng xoáy của công việc, cuộc sống, nên không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Một số người vì vết thương lòng quá lớn tới mức khép chặt trái tim, sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Ất Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thổ khí cực dưỡng khiến cho thể trạng và tinh thần của bản mệnh trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024.
của anh chị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Gặp sao Thái Bạch trong năm ít nhiều tiền bạc cũng hao tán. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Trong năm gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Đau ốm, bệnh giặc khó tránh, tuy nhiên thành tâm làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Xem tử vi 2024 tuổi Ất Sửu nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Sửu 2024, năm con rồng lửa, tuổi Ất Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Có thể sẽ gặp nhiều tai nạn, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, có người tới cầu cạnh nhân duyên. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh, thường đem lại cho nữ giới sự hài hòa, vui vẻ, công việc hễ gặp khó có quý nhân giúp sức, tiền bạc tán rồi lại tụ, túi tiền vẫn khá rủng rỉnh dù phải tiêu hao nhiều. Trong năm có lộc kinh doanh, buôn bán, nhất là về bất động sản. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo trong năm, nữ mạng Ất Sửu nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Xem tử vi 2024 tuổi Ất Sửu nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Sửu 2024, sang năm con rồng, tuổi Ất Sửu nam mạng gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ. Báo hiệu một năm tài lộc kém sắc, sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Có thể sẽ gặp nhiều tai nạn, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm, không nên nhiều tự ái, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, có người tới cầu cạnh nhân duyên. Hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trong 3 tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.